Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Trên đây là chúng ta thấy là cái giao diện của WinPE Win10 được tích hợp trong UBBoost. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gộp các ổ nhỏ thành một cái ổ lớn và chúng ta dồn dữ liệu để làm sao không mất dữ liệu. Để làm được điều này thì các bạn vào cái phần mềm là phần mềm Passion Winza này. Đó, các bạn nhìn thấy trên hình mình đang kích chuột vào này. Đấy, các bạn kích đúp vào thì bạn bật lên thì nó sẽ chạy cái giao diện của phần mềm. Trong cái phần mềm Passion Visa này có rất nhiều ứng dụng, nhưng mà ở đây thì mình đang chia sẻ các bạn cách chúng ta có thể chia gộp ổ cứng, nên là mình hướng dẫn này thôi. Ok, bây giờ mình sẽ gộp hai cái ổ cứng lại. Ở đây mình có hai cái ổ là ổ D và ổ E. Đây, các bạn nhìn thấy trên hình chúng ta có hai ổ này. Đó. Thì mình sẽ kiểm tra xem là dữ liệu ổ E và ổ D như nào để lát chúng ta gộp xem là nó dồn dữ liệu nó có bị mất không nhá. Đây, ổ D này. Ổ D hoàn toàn không có gì nhá. Ổ E này. Ổ E là một số cái phần mềm. Đó. Một số phần mềm. Ok, bây giờ mình sẽ gộp nào. Đây, đầu tiên là bạn sẽ kích chuột phải vào một cái ổ bất kỳ, như là mình đang kích là nó chính là ổ ổ D như nào. Các bạn nhấn vào mergi, viết tắt từ tiếng Anh, viết từ tiếng Anh thì chúng ta hiểu dịch nôm na nó chính là gộp, gộp ổ thư mục, gộp gì vân vân. Đấy, chúng ta định là một cục ổ nên là chúng ta sẽ chọn mergi. Còn slit là cái chia. À, bây giờ chúng ta gộp chia thì chúng ta có nhiều cách, lát mình sẽ hướng dẫn bạn sau. Chúng ta gộp chia nhé, chúng ta sẽ chọn vào mergi này. Đó, chúng ta sẽ chọn cái phân vùng mà chúng ta định gộp, được chưa nhỉ? Các bạn nhấn đây thì nó chọn chọn ổ D nha, và các bạn nhấn vào cái ổ các bạn định gộp, chính là ổ E. Mình định gộp ổ E, các bạn chọn đây. Đó, thì chúng ta sẽ đổi cái tên. Thì mình nói với các bạn này, khi mà gộp thì cái dữ liệu ở trong ổ E nó sẽ chạy sang ổ D, nó dồn lại thành một ổ mà. Đó, và trong cái ổ D này nó sẽ tạo lên một thư mục có tên như này. Mình sẽ đặt tên là dữ liệu ổ nhé, dữ liệu gộp. Đó, thì lát ở trong trong cái ổ D nó sẽ có một cái thư mục có tên là dữ liệu gộp, nằm trong ổ D, tức là nằm trong một cái ổ như này. Ok, chúng ta chọn ổ E để gộp vào ổ D và chúng ta nhấn Finish. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì bây giờ là chúng ta chỉ còn một ổ, đó là ổ D thôi, mất ổ E rồi. Ổ E bây giờ là nó đang nằm trong ổ D rồi. Và để hoàn thành cái tác vụ này thì các bạn nhấn Apply. Đó, apply này. Và các bạn nhấn giết để nó tiến hành, nó căn chỉnh, chuyển dữ liệu. Vân vân. Cái này chúng ta mất khoảng vài giây hoặc là phút. Đó, các bạn thấy không? Nhanh là nhanh. Ok. Như vậy là cái ổ D của chúng ta là 361 GB, lúc này nó có hai ổ, bây giờ chúng ta chỉ có một ổ. Và chúng ta kiểm tra xem là cái dữ liệu trong cái ổ này bây giờ nó như thế nào nhé. Đó, đây các bạn nhìn này. À, nãy ổ D là không có gì cả. Đây. Đó, các bạn thấy không ạ? Có các dữ liệu linh tinh ở trong đây. À, thì nó chuyển toàn bộ cái dữ liệu trong ổ E sang ổ D. À, với chiếc UBBoost trên mình vừa thực hiện thì các bạn có thể tự tạo hoặc là bạn đặt mua với giá cực kỳ ưu đãi trong video này. Chi tiết mình sẽ thêm trong phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, các bạn hãy comment inbox. Mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách sớm nhất. Các bạn đừng quên theo dõi kênh để nhận được những video thủ thuật hữu ích vào trưa 12 giờ ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.